À rồi thì bây giờ là đang đứng đợi xe buýt đi vô nhà mẹ của Linh. Hồi nãy giờ Linh đang ở trong nhà ông ngoại Linh ra rồi. Thì mọi người rất là vui vẻ tặng ông ngoại Linh sô cô la, đồ dầu rồi tất cả mọi thứ, nhưng mà Linh không có quay video. Mấy cái đó đăng lên mất công mấy bạn nói này nói nọ nữa thôi. À, giảm bớt. Giờ đang đứng đợi để đón xe buýt. Tại vì xe buýt đi từ chỗ này đi tới nhà mẹ của Linh rất là gần. Muốn đi xe buýt để cho mấy đứa nhỏ trải nghiệm. Tôi đây đứng này con xe không à, em kia à, ăn chuột cái ly ẩm thấy chuột chạy kỹ đây nè, đi xe bus cho nó biết she's waiting for the bus, she say have one bus already just went before we come out. Okay, rock everywhere in Việt Nam. UK Sophia. Sophia nó đi mà nó nóng được là nó khó chịu lắm. Oh no! That's really loud. The horn. Nó nghe tiếng xe. Which you forgot, you know the bus, everywhere have bus, you need to wear mask. Right. Đang trên đường, đang ở trên xe bus. You don't have to wear anything. À, we đang trên đường đi đi lên nhà ngoại nè. Đang ở trên xe bus. Đây, bà ngoại ngồi đằng kia. Y Thịnh ngồi với ai vậy ta? Y Thịnh ngồi với này Sophia. Không nhớ đứa nào. Yến, con có sao không? Con không có sao chứ không? Rồi, nói chuyện hát đi con. Ông sầm. I say sing so she not from it. Đây xe bus. Tại vì gần nhà cho nên là đi xe bus chứ đi xe gấp á, người ta cũng không thích chở nữa. Rồi xuống xe bus rồi, bây giờ ổng mê, ổng không chịu xuống xe luôn. Ổng nói thôi con không xuống xe bus đâu, mà lên đây tới rồi. Bây giờ là đi bộ vô nhà ngoại. Nhà ngoại hồi mấy năm trước cái đầu đường này nè là chỉ cần tỏ không, mà bây giờ là người ta xây cái này, người ta làm quán cà phê nè, cà phê góc phố. Bây giờ đi bộ vô. First time you've been here, Ethan. Is your head big now? When you walk on the road. Later, I know. You walk off the opposite side of the car. So you can see the car. Mommy, is my head big? Yeah. Mommy, is my head big? Inside. Is my head big? Yeah. À, bây giờ anh xã lên nó nói là kêu mẹ lên là biết mà đi bộ. Bumping my head. Ok. Bây giờ nó không để cho lên nói chuyện luôn là biết rồi đó. Mommy, is that a crocodile? Ok, anh xã Linh kêu là phải giải thích cho mẹ Linh hiểu là khi mà đi bộ là phải đi ngược chiều với xe, không có đi chung chiều để mình còn thấy hả. Đó, quẹo vô đây là tới nhà mẹ của Linh rồi nè, tới nhà mẹ của Linh rồi đó. Quẹo vô do cái đoạn video này á, cái máy ghi âm của Linh chắc nó hết pin cho nên là nó bị mất tiếng. Bây giờ Linh phải lòng tiếng vô nha, các bạn thông cảm nha. Đó, quẹo đây là nhà cũ của Linh hồi mấy năm trước, là ngập, rất là ngập luôn. Đó, hồi 3 năm trước nên là xây sửa sơ, xây cao lên rồi đó. Rồi, có anh rể Linh qua rước hai đứa nhỏ về luôn. Đó, đây là lần đầu tiên Ethan với lại Liam quay tới tới nhà bà của bà ngoại. Thì ông xã Linh hồi trước mấy năm trước có tới rồi. Với lại Sophie hồi 3 năm trước cũng tới rồi, nhưng mà lâu rồi, lúc đó nhà còn cũ lắm, nhà còn thấp lắm. Đó, 3 năm rồi sửa là bây giờ nó cũ lại không. Đó, tường rồi do anh trai lên hút thuốc rồi mẹ lên đốt nhang cho nên là cái tường á hả, nó vàng rồi. Đó, nó mau vàng lắm. Đó, anh rể đi qua rước tụi nhỏ về, rồi một lát nữa là cả gia đình anh sẽ đi xe qua bên đó qua chàng chị hai Linh sao. Đó, nhà bà ngoại cũng nhỏ, không có chỗ ngồi luôn, nhà nhỏ lắm, có hai phòng mà bởi vậy gia đình đâu có về đó ở đâu, chứ không hơi là cũng thích gia đình tụ họp ở chỗ đông vui, nhưng mà gia đình Linh quá đông, 6 người lận mà nhà bà ngoại quá nhỏ. Đó, còn đây là Ethan. Đó, Ethan hôm nay rất là cao luôn. À, hôm nay đi về Việt Nam là ăn đủ thứ món trên đời rồi, không có kén ăn như hồi xưa nữa, cái gì cũng ăn được hết rồi các bạn. À, Linh cũng rất là mừng luôn.
Đó, đi về thì nói chung là lớn, Y Thình lớn rồi, đầm rồi, không có nói nhiều như hồi xưa. Bây giờ lớn lên ngộ lắm, đi gặp chỗ đông người là ngại, ít nói lại. Đó, còn Sophia là đi về đây cứ nhăn nhó, không chịu đi ra ngoài, nóng. Đó, lên biểu Y Thình ngồi xuống cái ghế nhỏ đi, ghế nhỏ xíu, không có ghế ngồi, kêu nó ngồi. Con Liam này ngồi chụm rụm. Đó, ngoại kéo ra kiếp tìm ghế cho ngồi. Bà ngoại mấy bữa nay đi theo gia đình lên riết cũng đừ rồi, thấy lúc nào cũng phờ người hết trơn á, nhưng mà vui. Ngoại chăm Sophie với Liam dữ lắm. Giờ hai đứa đi về, anh em xe về mỗi đứa ôm một con vậy á, mà nói thôi để hai đứa con gấu lại đi, rồi một lát nữa Linh ôm đi theo xe gáp về luôn cho, mà không chịu, hai đứa cứ đòi ôm theo đi xem đa đi về. Đó, thấy chỗ chật chội ngồi ôm xe vậy chạy cũng nguy hiểm, nhưng mà hai đứa thích. Đó, lên xe đi về cưng lắm hai đứa hả. Cứ tại vì đang về cái lúc này tụi nhỏ đang đi học, mới tụi trường đi học cho nên không được nghỉ, chỉ xuống chơi ngủ lại với Sophia là cuối tuần thôi. Tối giống như tối sáu xuống chơi rồi tới chủ nhật, hoặc là sáng thứ bảy xuống rồi tới tối chủ nhật về vậy đó. À, còn ở bên Úc thì lúc Linh đi về là tụi nhỏ được nghỉ hè 2 tuần, nhưng mà do Linh về 3 tuần rưỡi cho nên là tụi nhỏ nghỉ thêm 1 tuần ở bên Úc nữa là coi như 3 tuần. À, còn ở Việt Nam là bây giờ là mới tụi trường ha. Ông Melvin. À, còn ông cậu ba này là cũng quải chè đậu luôn, mới bây giờ là xỉn rồi đó các bạn. Tại vì ảnh mới nghỉ làm, ảnh đi làm bảo vệ được 4 tháng 5 tháng gì đó cái là bị cho nghỉ nữa. Thì nói chung là anh ba Linh có cái tật á, là tại hồi xưa là ảnh bị tai nạn giao thông á, xe taxi tông vào ảnh lúc ảnh đi học về, chứ hồi xưa anh học giỏi lắm. Không biết ông khúc này anh xã Linh, ông xã Linh lúc này đang nói là kêu hai đứa nhỏ là để con gấu ở lại đi hay gì đó, rồi lát đem đi cho, nhưng mà hai đứa nó không chịu đó, nó chở vậy đó, thấy không, chở vậy nó mới chịu, mê lắm. Cứ trông cho cuối tuần để xuống chơi với Sophie với Liam không à. Mà không biết nữa, hai chị với Sophie với Liam nói chuyện cũng hay lắm á. Cũng có điện thoại để giải thích. Đó, hồi nãy dây về vấn đề ông cậu ba. Bà ngoại đang dọn trang để cúng. Đó, quay giá về ông cậu ba là nói hồi xưa là đang đi học đại học nông lâm, là thi cái ngày cuối á, là đi về sao mà ông taxi ông quẹo vô, ông tông vô xe, cái là bị tai nạn. Cậu ba mua nước về cho uống. Rồi không biết Sophia nói gì khúc này nữa. Rồi cái tông vô taxi, rồi cái bị bất tỉnh rồi đưa vô bệnh viện gia đình, nằm ở đó rồi mất trí nhớ, không nói được, ú ớ luôn. Rồi cái nằm đâu mấy ngày, Linh với mẹ Linh cũng sắc bác sang ban trầu chờ cái với bệnh viện. Rồi xong rồi chuyển qua bệnh viện Chợ Rẫy, rồi bác sĩ cũng go khoa trấn thân chỉnh hình, nằm đâu cũng mấy tháng trời. Rồi qua bệnh viện quân khu 7 gì đó, nằm suốt mấy tháng trời luôn, rồi về rồi mới biết là nói chuyện từ từ, mới ú ớ được từ từ rồi mới nhớ, cho nên là bây giờ con người cũng hư luôn rồi. Không phải là hư mà dẫn như bây giờ phải uống thuốc thần kinh, nhưng mà do cũng nhậu cho nên nó là hay nói chuyện một mình á, cho nên đi làm người ta không thích, mới đi làm vài tháng thôi, nhưng mà đi làm thường người ta biết là nói chuyện một mình nhiều quá người ta không thích, cho nên làm được 4-5 tháng là tìm chỗ khác làm không à, cứ vậy đó. Nó nóng nực, tụi nhỏ đi đâu cũng nóng nực. Còn vấn đề Y Thình nó ăn uống các bạn đừng lo, Linh ép cũng ép, nhưng mà lớn rồi các bạn ơi. Còn không biết là con của bác sao các bạn sao, nhưng mà các mấy đứa nhỏ con Linh nó giống cũng như Y Thình đó, là ăn thì tự ăn, giống như các bạn cứ ép là bé không thích, hay biểu kiểu hỏi ăn đi con, ăn đi Y Thình. Giống như chị Linh qua nhà, chị Linh cũng vậy, chị Linh kêu ôi Y Thình ăn gì đi, Y Thình không ăn gì chứ, nhưng mà càng làm vậy bé không thích, thà là để tự bé ăn, chứ mà càng kêu càng nói càng mời là không thích. Ở Linh cứ nói chị hai thôi, chị để cho ông bác Y Thình thích ăn gì ăn, cho nên các bạn cứ yên tâm nha, lớn rồi gia đình Linh vậy á, lớn rồi để tự ăn hết, không có ép. Còn tóc tai cũng vậy, không có bắt cắt, tự tụi nó thích tóc nào cắt. Bây giờ mình theo cái mẫu thời trang của tụi nó, mình đâu có theo được. Nó đi thích để tóc nào là nó để tóc đó, mình biết là nó xấu, nhưng mà theo cái ý tụi nhỏ cho nó vui, chứ mình không ép được. Đó. Bà ngoại lớn tuổi rồi mà còn leo trèo dữ không? Chứ ở nhà đâu, cậu ba đâu có phụ đâu. Bà ngoại làm hết. Bà ngoại đi xuống nhà Linh ở chung cư ở với Linh đó là
một tuần lễ về ngày là cái nhà hả là hơi bừa bộn dữ lắm. Bà ngoại tranh thủ dọn trang để cúng rồi đi theo vợ chồng lên đi qua nhà chị hai chơi. Đi đi về về bà ngoại là cứ ở vài ngày để về thăm cậu ba, canh chừng cậu ba vài tiếng rồi đi gành hoành xuống lại với chỗ Linh ở. Chị Thành dò đầu Ly Dầm, tóc Ly Dầm nó vàng dễ sợ. Đi chơi hồi là đổ mồ hôi dữ lắm, Ly Dầm nó đổ mồ hôi y chang Di Thành. Anh xã lên ảnh cằn nhằn cái vụ mà hồi trước sao không chịu ốp cái tường cao lên luôn, ốp thấp quá bây giờ nó dơ lại. Hồi xưa là ảnh kêu lên ốp cái tường cao lên luôn mà Linh không chịu. Má nhất là Ly Dầm, có ăn gì không? Ừ. You want to eat? Xã Linh dẫn Y Thành đi xuống nhà cho coi. Nói là hồi xưa nhà ngập dữ lắm, bây giờ là cao lên hết ngập rồi. Nhà ngoại là còn bự hơn nhà bà của ông ngoại hồi nãy. Nhà ông ngoại nhỏ xíu nhưng mà là 9 người ở, rất là nhỏ luôn, ngồi không có xây chuyển được luôn á. Ông ngoại leo cao quá à. Này là kêu ba lém làm giùm. Cao cao rồi lát chóng mặt rồi té. Kêu ngoại kêu ba lém leo đứng lên làm giùm nè, mấy mốt nè cậu ba đứng lên làm cho ngoại này nè, cao quá rồi. Còn không là mua cái ghế nào chắc hơn chút. Ghế này trơn, ghế gỗ nó đỡ hơn. Study good, study good, have to study ha. Very good, học giỏi nha. Study hard. Yes, you need to study hard. As Sophia, he studied really good. He studied really good, but he got motorbike accident, so he ran not good now. He studied really good when he's young, but because the problem, he got motorbike accident, so he become like that. He only drinking a lot. Motorbike, the taxi driver hit him, run over on him, the taxi driver. Nhà cậu ba ngồi dạy cậu. À, rồi cho con đi chơi với lại con My á. Trăng. Ba con là mèo hả, con hiểu không? Hiểu ba con là mèo. Thì nói chuyện thiệt, nó giống lắm. Đôi aircon in there, đã lên go sit in there. À, nó ngồi ở đây cho vui. Có học ngày giỏi nha. Để mốt về Việt Nam á, vui biết không? Hả? Rồi bây giờ lên lại nút nhang cho à, cô Linh nha. Bữa lại đốt rồi, bữa có tới rồi mà không có quay video. Hay là đốt tiếp. Chú ơi, năm mùa quá. Ba xỉn là nói quá trời quá đất. Khỏe bữa anh hết tiền rồi. Đúng rồi. Đi học với chú ấy. Quang. Thấy không? Thấy mẹ số 1 không? Number 1. Phải leo lên nha. Thật. Rồi xong, bây giờ chuẩn bị Linh sẽ đi bây giờ xong rồi thì chuẩn bị đặt gáp, và bây giờ xe sẽ tới chở đi qua nhà chị hai của Linh. Rồi thì Linh xin kết thúc cái video tại đây luôn nha các bạn. Linh quay chia sẻ lại tại vì lưu lại những cái video này rất là có ý nghĩa luôn, tại vì video 3 năm về trước Linh quay là nhà của mẹ Linh là còn nước ngập rất là nhiều, bây giờ Linh quay lại đây trong xã Linh coi đó cho anh biết. Anh lúc đó anh cũng kêu là sửa nhà đó, anh xã Linh với Trinh Linh cũng có
gửi cho mẹ mình chút xíu tiền sửa sơ lại, nhưng mà bây giờ nó cũng cũ rồi, chắc là phải vài năm để tính theo cách khác nữa. Đó rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ, thì bây giờ Linh sẽ quay qua chị Hai Linh chơi một chút, thì Linh sẽ quay video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ nha, tạm biệt, thank you for watching, thank you.